Quý vị và các bạn thân mến, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2021, sáng 18 tháng 6, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy đã tới thăm động viên chúc mừng tập thể viên chức Báo Yên Bái. Tới thăm và chúc mừng Báo Yên Bái, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và thành tích mà tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên Báo Yên Bái đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cũng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới những người làm Báo Yên Bái nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, những năm qua Báo Yên Bái đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là kết quả nổi bật trong công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đội ngũ phóng viên Báo Yên Bái đã đi sâu đi sát cơ sở, tích cực phản biện xã hội, kịp thời truyền tải các chủ trương chính sách của Trung ương, của tỉnh trên các lĩnh vực, đồng thời phê phán các biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu, qua đó giúp cho lãnh đạo tỉnh nắm bắt được tình hình cơ sở, các ngành chức năng cùng chính quyền địa phương chấn chỉnh khắc phục những hạn chế, khuyết điểm mà báo chí đã nêu. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ tin tưởng với những kết quả đạt được sẽ là nền tảng để Báo Yên Bái tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, đưa chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước vào cuộc sống. Đồng thời đề nghị thời gian tới, đội ngũ những người làm Báo Yên Bái cần tiếp tục đổi mới sáng tạo, cùng thống nhất về tư tưởng và hành động. Mỗi cán bộ viên chức của Báo Yên Bái sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt khó vươn lên, thực hiện đúng tôn chỉ mục đích của tờ báo, làm tốt nhiệm vụ định hướng dư luận xã hội, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh Yên Bái.